Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 9, ông Võ Trường Giang, trưởng Văn phòng Quản lý Đường bộ 2.3, Khu Quản lý Đường bộ 2 cho biết, đơn vị đang phối hợp lực lượng chức năng phân luồng giao thông, cảnh báo từ xa cho các phương tiện sau khi đường lên cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh gặp sự cố. Ông Giang nhận định, khối lượng đất đá sạt lở ước tính hàng trăm mét khối, trong đó có những tảng đá lớn, đá mồ côi. Do thời tiết cực đoan nên từ tối qua đến nay, lực lượng chức năng chưa thể thu dọn số đất đá sạt lở. Dự kiến khi thời tiết thuận lợi hơn, chúng tôi sẽ huy động máy móc, thiết bị xử lý lượng đất đá sạt lở trên. Trước đó vào tối ngày 26 tháng 9, do mưa lớn trong nhiều ngày, tại km 82 780 quốc lộ 8 qua huyện Hương Sơn xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm khối đất đá tràn xuống lề đường. Vụ sạt lở khiến giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm phương tiện giao thông ách tắc. Rất may không có thiệt hại về người và tài sản. Nhận tin báo, Văn phòng Quản lý Đường bộ 2.3 nhanh chóng phối hợp lực lượng chức năng đặt biển báo từ xa phân luồng giao thông. Dự kiến trong sáng nay 27 tháng 9, lực lượng chức năng sẽ tiến hành thu dọn lượng đất đá nói trên. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 9 đã xảy ra trận lốc xoáy lớn, làm hàng trăm ngôi nhà ở các làng chài ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái. Sau khi trận lốc xoáy đi qua, chính quyền địa phương đang khẩn trương giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định lại cuộc sống. Một ngày sau cơn lốc xoáy, người dân làng chài xóm đá tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế vẫn chưa hết bàng hoàng. Chỉ chưa đầy một phút, gió lốc kèm mưa lớn cuốn phăng hàng chục mái nhà của dân làng. Nhiều nhà đã khó, nay càng khó khăn hơn vì không biết lấy tiền đâu để sửa chữa nhà cửa. Lốc qua dọ tới là chưa đây một phút, giờ chưa là cuộc sống giờ của mọi người là rất khó khăn, giờ chưa em muốn là mọi người giúp đỡ cho lớp cái căn nhà. Làng chài Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế có 36 hộ dân nhà ở bị tốc mái, nhiều người bị thương do lốc xoáy, nhiều nhà lợp tôn xi măng đều bị nát vụn theo luồng gió xoáy. Đa số bà con làm nghề biển, thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống bấp bênh. Nhiều người sau chuyến biển sáng trở về nhà chỉ biết nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau dông lốc. Bà con động viên giúp nhau dọn dẹp, lợp lại nhà cửa. Dạ, thế cũng cảm ơn mà anh em lực lượng đã hỗ trợ cho em tới sớm để giờ mãi về thêm lợp tôn cho đỡ chỗ trời mưa che nắng giúp em cũng cảm ơn lực lượng nhiều. Trước đó hồi 9 giờ ngày 25 tháng 9, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm gần 100 ngôi nhà tại các huyện Phú Vang, Quảng Điền, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái hư hỏng. Chính quyền các địa phương huy động các lực lượng nhanh chóng giúp bà con dựng lại nhà cửa, động viên người dân bị thiệt hại vượt qua khó khăn. Tất cả các đơn vị tới hỗ trợ bà con với tinh thần nhiệt tình, giúp dân là chính và làm tất cả mọi công việc để giúp bà con hỗ trợ khắc phục một cách nhanh nhất. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện phối hợp với các lực lượng cứu nạn giúp dân khắc phục hậu quả. Thì đơn vị đã cử lực lượng là phối hợp với chính quyền địa phương, phường Thuận An, rồi đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An là giúp dân khắc phục hậu quả ban đầu để sớm ổn định cuộc sống, để vào lao động sản xuất phát triển kinh tế cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng chúng tôi là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển đảo của Tổ quốc. Những ngày vừa qua, tại tỉnh Quảng Bình có mưa lớn, một số tuyến đường ở thành phố Đồng Hới bị ngập cục bộ, nước dâng cao tại các ngầm tràn ở các xã miền núi gây chia cắt. Mưa lớn diện rộng làm nước dâng cao gây chia cắt cục bộ tại ngầm tràn ở các xã Dân Hóa, Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. Các địa phương đã triển khai lực lượng túc trực tại các vị trí xảy ra ngập lụt, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, ngăn không để người dân qua lại các ngầm tràn. Mưa lớn cũng làm một số tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Hữu Nghị tại thành phố Đồng Hới ngập cục bộ từ 20 đến 30cm, đúng vào thời điểm tan sở nên việc lưu thông của người dân gặp khó khăn. Tại khu vực phía nam tỉnh Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 120 đến 130mm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình đã đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Các địa phương kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn.
Ông Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh đảm bảo hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, cấp điện an toàn trong mưa lũ. Tập trung chỉ đạo công tác an toàn hồ đập, bảo đảm an toàn các vùng có nguy cơ sạt lở. Ông Thắng lưu ý, tỉnh đã dự báo cảnh báo thiên tai đến các địa phương phải nắm chắc, biết trước các khu vực nguy cơ sạt lở, các địa phương không chủ động, không tham mưu, không chỉ đạo, để đến khi mưa bão diễn biến phức tạp, xảy ra sạt lở, ảnh hưởng tính mạng, tài sản của người dân, của nhà nước thì phải chịu trách nhiệm. Thưa quý vị, ảnh hưởng của mưa lớn, đêm ngày 26 tháng 9 và rạng sáng 27 tháng 9, lượng nước từ thượng nguồn đổ về cửa sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình rất mạnh. Một số người dân di chuyển nhà hàng nổi trên sông Nhật Lệ và luồng lạch để tránh mưa lũ. Một nhà hàng nổi bị hư bánh lái đã bị trôi dạt ra cửa biển. Theo đó, nhà hàng nổi Hải Dương của ông Phạm Văn Dương, trú tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, bị đứt dây trôi ra cửa biển. Khi nhà hàng này trôi dạt đến đoạn sông cách cửa Nhật Lệ khoảng 1 km và cách bờ 300 m thì bị mắc cạn. Đến khoảng 2 giờ 45 phút sáng nay, sóng đánh mạnh làm nhà hàng nổi này trôi dạt vào sát bờ biển. Trên nhà hàng lúc này có 4 người. Lo lắng nhà hàng bị cuốn trôi ra biển nên người dân đã buộc dây vào xung quanh để giằng néo. Trong lúc thả neo để cố định nhà hàng nổi, ông Phạm Văn Dương bị dây neo cuốn vào chân bị thương. Các lực lượng phối hợp gia đình, người dân địa phương hỗ trợ đưa người, tài sản trên nhà hàng vào bờ và đưa người bị thương đi cấp cứu. Ông Đặng Văn Minh ở phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới cho biết, suốt đêm người dân thay phiên nhau lội xuống nước buộc dây để giữ nhà nổi này để hạn chế việc sóng đánh làm hư hỏng tài sản. Đến 8 giờ sáng nay 27 tháng 9, lực lượng đồn biên phòng Nhật Lệ phối hợp người dân kéo nhà hàng nổi này vào neo đậu an toàn. Trên đoạn sông Nhật Lệ chảy qua thành phố Đồng Hới, có rất nhiều nhà hàng nổi được thiết kế theo dạng nhà bằng gỗ, tôn đặt trên hệ thống thùng phi nổi. Trước thời điểm mưa xảy ra, chính quyền địa phương đã cảnh báo và yêu cầu các chủ nhà hàng thực hiện phương án di chuyển nhà hàng đến nơi neo đậu an toàn. Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, mực nước các sông, suối dâng cao, gây ngập, chia cắt một số khu vực ở một số địa phương. Theo thông tin mới nhất, toàn tỉnh có 17 thôn, bản bị chia cắt do ảnh hưởng của mưa lớn. Liên quan đến tình hình mưa lũ tại miền Trung, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, tính đến 17 giờ ngày 26 tháng 9, mưa lớn kèm lốc, sét xảy ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 đã để lại hậu quả nặng nề về người và của. Theo số liệu thống kê thiệt hại mà mưa lũ gây ra đã khiến một người chết, người đàn ông ở Quảng Trị bị sét đánh chết khi đang đánh bắt cá trên biển và 6 người bị thương, Thừa Thiên Huế. Thiệt hại về vật chất ước tính có 28 nhà bị ngập, 32 nhà phải di rời khẩn cấp tại Quảng Bình. Hiện người dân đã trở về nhà, 155 nhà bị tốc mái, Quảng Trị 69 nhà, Thừa Thiên Huế 84 nhà, Nghệ An 2 nhà. Mưa lớn gây ngập tại một số ngầm tràn, điểm đường giao thông gây chia cắt 16 thôn bản, huyện Minh Hóa 14, huyện Tuyên Hóa 2. Sạt lở tắc đường tạm thời tại 5 điểm, quốc lộ 15 2 điểm, quốc lộ 12 1 điểm, đường tỉnh 599B 1 điểm, đường tỉnh 562 1 điểm và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa bị ngập sâu từ 0,7 đến 2 mét gây chia cắt cục bộ. Sạt lở khoảng 1.500 mét khối đất đá, sói lở 400 mét ta luy dương, hư hỏng 600 mét vuông mặt đường. Tại Hà Tĩnh, mưa lớn làm ngập 15 điểm ngầm tràn và đường giao thông gây chia cắt cục bộ, huyện Hương Khê 11 điểm, huyện Kỳ Anh 4 điểm. Về nông nghiệp, 21 hectare cây ăn quả bị thiệt hại, Hà Tĩnh, một ngầm tràn, 8 mét kênh nội đồng bị hư hỏng, Quảng Bình, hai cột điện trung thế bị gãy đổ, Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 27 tháng 9, mưa dông sẽ tiếp tục mở rộng ra khắp miền Bắc, đồng thời duy trì ở Trung Bộ với trọng tâm từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Tổng lượng mưa tại một số nơi trên có thể lên tới 300mm trên một đợt. Cụ thể, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp diễn tình trạng mưa lớn trên diện rộng. Đợt mưa này khả năng kéo dài hết đến ngày 28 tháng 9 với tổng lượng phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm trên một đợt. Cùng lúc, mưa dông duy trì ở đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình, Quảng Bình trong hôm nay. Lượng mưa trong 24 giờ tới dao động từ 60-120mm, có nơi trên 150mm. Từ sáng ngày 28 tháng 9, mưa ở các khu vực trên giảm dần. Trong những giờ tới, nền nhiệt tại Hà Nội cũng giảm nhẹ khi mưa dông xuất hiện.
nhiệt độ cao nhất khoảng 29 đến 31 độ C, thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, trời mát. Thời tiết duy trì trạng thái nhiều mây, âm u và mưa dông kéo dài cả ngày, có lúc mưa to đến rất to. Tại Nam Bộ, mưa dông tăng cao vào chiều, tối và đêm nay. Một số nơi có thể xuất hiện mưa lớn với lượng từ 30 đến 70mm, có nơi trên 100mm trên một đợt. Trong khi đó, các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, lượng mưa dao động từ 15 đến 30mm, một số nơi trên 60mm. Như vậy, mưa dông phổ biến khắp các vùng trên cả nước trong hôm nay và tập trung cao điểm ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.